Xin chào cả nhà, và hôm nay tôi lại chia sẻ cho các bạn một bài thuốc được khá là người quan tâm. Đó là cái bài thuốc là tràng dịch phổi ha. Thì hôm nay là tràng dịch phổi thì cũng từ một loại cây, cũng rất là được nhiều người áp dụng rồi, đã khỏi. Thì bằng cái sự hiểu biết thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Đó là cái cây hoàng ngọc màu xanh này nha các bạn. Các bạn nhai cho các bạn sáng ra, các bạn nhai cho mình là một buổi như vậy, là các bạn nhai cho mình là 4 lá, hoặc là các bạn cũng có thể là các bạn nấu nước uống nha. Nó trị về cái tràng dịch phổi rất là tuyệt vời ha. Đấy, tràng dịch phổi là cực kỳ, gọi là tràng dịch phổi là hay luôn. Cho nên là các bạn nếu những người nào mà bị tràng dịch phổi thì các bạn biết rồi, tràng dịch phổi thì khó thở, tức ngực, đau lưng, thì đó là cái mà để bị tràn dịch phổi. Thì các bạn có thể sử dụng là các bạn nếu mà có cây thì càng tốt, thì các bạn đem về các bạn chặt ra và các bạn nấu nước uống hàng ngày nha, nó lọc phổi rất là hay. Thì các bạn cứ uống như vậy, thay nước, thay trà hàng ngày để điều trị về cái chứng gọi là tràn dịch phổi. Nếu như không mình uống mà mình các bạn rồi tràn dịch phổi là các bạn phải tới bệnh viện và các bạn hút cái dịch ở trong đó ra, rất là đau đớn nha. Thì các bạn sử dụng cái hoàng ngọc này các bạn điều trị, hiệu quả của nó thì khó nghĩ bàn. Mình thì nói chung thì những cái cây thuốc này có nhiều bệnh mình đã trải qua thì mình cũng đã áp dụng, thì đấy nó cũng đơn giản dễ tìm rồi. Cách chế biến nó cũng, cách bài chế nó cũng, bào chế nó cũng tương đối là không có rắc rối. Cho nên là các bạn có thể sử dụng là các bạn đem về và các bạn nấu nước uống. Và các bạn nhai nha, thì có một cái điều mình nói là cái lá này nó rất là khó nhai. Nếu như người nào mà chữa bệnh thì người ta mới nhai thôi, chứ còn bình thường chứ người ta không nhai đâu. Bởi vì nó nhai nó nhớt lắm, giống như mùng tơi á, mà mùng tơi sống mình vò nát nó nhớt. Và cái mùi nó hắc, mình nhai nó gom lại á. Đó là mới thực sự là cái cây hoàng ngọc nha. Có một loại hoàng ngọc màu đỏ nữa, thì cái hoàng ngọc màu đỏ thì cái tính dụng của nó là không bằng cái cây hoàng ngọc màu xanh này. Thì mình cũng thử nghiệm là cây hoàng ngọc màu đỏ thì mình cũng đã thử nghiệm rồi. Nó cũng tốt, nhưng mà cái nó không tốt bằng của hoàng ngọc màu xanh. Cho nên là mình nghĩ là mình nên trồng. Bởi vì ở đây nó rất là dễ trồng nha cả nhà. Đây nè, mình bẻ nguyên cái ngọn như vậy nha. Mình, các bạn là thấy ở trên những cái nách lá này không, nó có những cái mầm nhỏ nhỏ bên trong nè. Thì các bạn nếu như các bạn trồng nha, là các bạn bứt hết những cái lá to đi. Bởi vì có khả năng các bạn dăm cái ngọn nó xuống á, là những cái lá to này nó sẽ rớt hết, sẽ rụng hết, thì uống lắm. Thì mình hái những cái lá to này và mình đem vô nhà mình làm trà mình uống. Còn cái ngọn này thì mình cắm xuống cái đất ẩm, và lưu ý là các bạn không nên tưới nhiều, hoặc là các bạn có thể nhúng thuốc kích rễ, các bạn cắm xuống đất để cho nó bung rễ ra. Và tưới phun sương thì nó rất là mau bén mầm. Cứ sáng ra cứ hái vô nhai, mình không cần một viên thuốc nào cả. Và riêng về ung thư trị thì nó là cũng là thuộc dạng giống như riêng, giống như cái bích giả, cà xà đen và cái hoàng ngọc. Nó là bây giờ ở Tây Ninh là có một cái xưởng gọi là chế ra cái trà hoàng ngọc này để điều trị ung thư. Đó là cái cây này nè. Và mình sẽ xin một nhánh về mình trồng. Mình đang ở vườn thuốc của một chú ở trong cái trong cái ở cư rút có cho này đây. Đó này, tràng dịch phổi nha cả nhà. Và nếu như các bạn yêu mến tôi thì các bạn hãy like và share video của tôi cho mọi người biết thông tin về các cây thuốc nha cả nhà. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các video khác nha. Liều lượng dùng là từ 15 đến 20 gram nha cả nhà. Nhai thì nếu lên lượng dùng thì mình nấu nước uống thì từ 15 đến 20 gram. Còn mà nhai thì mình nhai cho mình một sáng là 4 lá, 4-5 lá gì cũng được, lá trung trung như vậy là được rồi. Chào cả nhà nha.